thưa quý vị ngồi, hôm nay sẽ lời giả này là dành cho thanh ni cho mùa ăn cư, nhưng có cái khó của tôi là vì tôi đang giảng quyển chứng đạo ca của thiền sư Huyền Giác ở trên chân không chưa hết. Mà quý vị mời tôi xuống đây giảng thì tôi có giao trước rằng cái buổi giảng tiếp đây là giảng về thiền sư Huyền Giác trong quyển chứng đạo ca, chứ tôi không có giảng từng bài riêng để cho phù hợp với cái tâm của Phật tử. Vì lẽ đó mà quý Phật tử nghe chúng tôi giảng chứng đạo ca này nó sẽ là cao, khó hiểu. Nhưng nếu quý vị cố gắng nghe, hiểu được thì sẽ có lợi ích lớn. Như vậy thì quý vị không có lấy đọc lạ, tôi sẽ đọc và giảng tiếp quyển chứng đạo ca, chứ không thì quý vị ngạc nhiên sao mà mời về giảng trường hạ mà lại giảng nửa chừng trong quyển chứng đạo ca. Như vậy thì cái phần này tôi tiếp trong quyển chứng đạo ca kỳ trước, giờ ở đây tôi đọc nguyên văn chuyển hát, giờ tôi sẽ giảng cho thỉnh sau cho quý vị nghe rõ ràng. Ngã sư đất kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tàng vi nhẫn nhục tiên, kỷ hồi sanh kỷ hồi tử, sanh tử du du vô định chỉ. Đó là bốn câu trong chứng đạo ca. Câu thứ nhất, cái này ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật. Ngã sư tức là thầy của tôi, thầy tôi được thấy Đức Phật nhiên đăng. Đó là kể lại Đức Phật Thích Ca của chúng ta ngày xưa khi tu thành Phật, thì Ngài có kể lại rằng trước kia Ngài đã từng gặp Đức Phật nhiên đăng giáo hóa, cho nên Ngài tu hành đến bây giờ được thành Phật. Đó là nhắc lại cái lời của Đức Phật kể. Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, đó là nhiều đời, nhiều kiếp Ngài đã từng làm vị tiên nhân nhẫn nhục. Đó là để cho thấy rằng tu được thành Phật không phải một lần, một kiếp, mà rất là nhiều đời, rất là nhiều kiếp. Bởi nhiều đời, nhiều kiếp tu hành, cho nên ngày cuối hay là cái đời cuối cùng, Đức Thích Ca Ngài đã thành Phật. Còn chúng ta bây giờ tu, quý vị nghĩ thì bao lâu thành Phật? Chắc cũng nhiều đời, nhiều kiếp lắm. Như vậy thì hiện giờ nhìn trong hội chúng này, tăng, ni, rồi Phật tử, thì nhìn cái đầu thì nghĩ là ai cũng tu được nhiều kiếp rồi. Đây là tôi nói cái đầu, chứ tôi chưa có nói cái tiền duyên, tiền kiếp của mỗi người. Thì người được đầu tròn áo vuông chắc rằng có tu trước hơn người chưa, phải không? Mà quý vị đã được đầu tròn áo vuông, có tin rằng con đường đến thành Phật mình đã gần mục đích chưa? Tin chưa? Chắc cũng còn xa, phải không? Như vậy cho nên từ khi phát tâm tu cho tới thành Phật quả là phải nhiều kiếp, nhiều đời, chứ không phải một kiếp, một đời. Hiểu vậy rồi thì trên sự tu hành chúng ta không có lấy gì làm lạ. Như trong kinh kể, Phật kể lại rằng trước kia Ngài đã từng làm những vị tiên nhân nhẫn nhục, có khi bị người ta xin tai xin chân, có khi
sinh con, vợ sinh con, vân vân. Nghĩa là đủ thứ hết, hàng ngày cam chịu, nhẫn nhục, không buồn, không phiền, nhiều lần như vậy đó. Cho nên sau này ngài mới thành Phật. Như vậy thì toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta tu, nếu gặp cái gì khó khăn, gặp cái gì buồn phiền thì chúng ta sao? Mình tập làm tiếp nhẫn nhục không? À, hay là rồi mình cũng ăn thua chung đủ với người ta? Nếu Đức Phật ngày xưa chưa từng làm tiên nhẫn nhục thì sau này làm sao có đắc quả thành Phật? Còn chúng ta giờ tu không nhịn ăn chơi, không nhịn mà đòi thành Phật thì tu được không? Thành được không? Như vậy thì quý vị hiểu, chúng ta phải dày công, phải có sức nhẫn nhục thì cái kết quả nó được thành tựu. Tu Phật muốn được thành Phật thì phải đủ những cái tư cách chịu đựng, nhẫn nhục, bố thí vân vân. Đó là hai cái câu ngài nhắc lại cái đời của Đức Phật từ hiện tại cho đến những quá khứ đã qua, ngài từng tu như vậy. Rồi kế kỷ hồi sanh, kỷ hồi tử, tức là bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần tử, sanh tử du du vô định chỉ, tức là cái sanh và cái tử nó luôn luôn hay là nối tiếp, không có dừng, không có dừng. Từ khi khởi tâm tu cho tới ngày thành Phật, trên đường sanh tử nó liên miên không dừng, không dứt. Như vậy thì tất cả chúng ta tu mà muốn được kết quả viên mãn thì trên đường tu nó phải liên tục, đời này kiếp tới luôn luôn. Chúng ta nhìn trong một đời này thấy qua một đời dài ngắn, mới còn trẻ 15-17 thấy nó già, phải không? Nếu mà quý vị tới 70-80 thì thấy dài ngắn, nó kề một bên. Như vậy thì một đời người mới ra còn trẻ thì chúng ta thấy nó dài ngắn, còn nếu mà đi gần cuối đời rồi thì thấy nó rất là ngắn. Cứ đời này qua rồi tới đời khác. Nhiều khi với cái tuổi của tôi, năm nào đó thấy mấy Phật tử tới tôi thì người nào cũng đầu xanh lên trên, mà bây giờ nhìn lại cho người nào tối thiểu cũng mặc qua năm rồi, phải không? Thì như vậy cái tuổi, cái cuộc đời của chúng ta nó liên tục biến chuyển từ cái trẻ sang cái già, cái già rồi đi tới cái gì nữa, cái chết. Mà quý vị nghe chết có buồn không? Buồn không? Nghe chết thì ngán quá, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn không chết, phải không? Nếu muốn không chết thì ráng tu như Phật, cái chứng quả rồi thì hết chết. Còn chưa chứng quả thì liên tục chết, chết đời này, chết đời nọ, chết mãi mãi, cho tới cuối cùng được giác ngộ viên mãn, chứng được vô sanh, tức là niết bàn, thì tới chừng đó mới là ngừng sinh tử. Đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì trên đường tu chúng ta là những cái người lữ hành đang từng bước, từng bước, từng bước bước thì cái gì? Quý vị trả lời câu đó rõ dùm, bước thì cái gì? Nếu tăng ni thì hướng về cái đích giải thoát, phải không? Từng bước hướng về cái mục đích giải thoát. Giải thoát tức là hết sinh tử. Còn Phật tử mình định hướng về cái gì? Cũng từng bước hướng về duyên, gieo duyên lành. Đời này được ít, đời sau được ít, phải không? Cứ gom góp từng chút ít đó, rồi không biết chừng nào đó nó đầy đủ, rồi chừng đó nó mới đến được cái đích giải thoát. Vì vậy, đối với cái sự tu hành, chúng ta phải
đầy đủ lòng tin rằng có tu là có tiếng, tức là tiếng ít tiếng nhiều cũng có tiếng. Người hùng dũng thì có tiếng nhanh, người yếu ớt thì tiếng chậm, nhưng mà có tu có tiếng. Chỉ sợ chứ không tu nữa thì chịu thôi, không biết đời này được làm người, đời sau được làm cái gì cũng không biết. Chứ có tu là có tiếng. Hiểu vậy thì quý vị yên lòng để chúng ta cố gắng tiến lên, đừng dừng ở một chỗ, hay là đừng có lùi, đừng có sụp. Thì đó là con người biết tu và cố gắng tu. Nó là hết một đoạn. Tự tùng đốn ngộ liễu vô sanh, ư nghi minh nhục hà ư hủy, nhập tham sơn trú lan ngã, sầm ngâm u thúy trường tùng hạ, ưu du tĩnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thực tiêu sái. Đây thì ngài diễn tả cái đời tu của người mà thấy được cái con đường thoát tục. Ngài nói rằng tự tùng đốn ngộ liễu vô sanh, tức là từ khi ngài chống ngộ được cái lý vô sanh của Phật dạy, khi mà nhận được lý vô sanh đó rồi thì làm gì? Ư chư vinh nhục hà ư hủy, đối với cái vinh cái nhục không có buồn, không có lo gì, vui gì hết, không vui không buồn khi gặp cái cảnh vinh cảnh nhục. Sở dĩ không có buồn vui đối với cảnh vinh nhục là thấy được cái lý vô sanh. Còn chưa thấy lý vô sanh thì gặp cảnh vinh thì sao? Thì cười thú vị, phải không? Gặp cảnh nhục thì sao? Thì không đủ buồn, chứ không có được yên. Sở dĩ chúng ta chưa thấy được cái lý vô sanh, cho nên rồi chúng ta vui khi được vinh, chúng ta tủi buồn khi bị nhục. Như vậy thì người mà thấy được lý vô sanh rồi thì làm cái gì? Thích cái gì? Đó. Nhập thân sơn trú lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tồn hạ. Sau khi thấy được lý vô sanh rồi thì thích vào núi sâu, rồi ở chỗ vắng vẻ. Vào núi sâu ở chỗ vắng vẻ, đó là cái tư cách, đó là cái hạnh an lạc của người xuất gia. Khi nhận ra được lý vô sanh rồi thì thích ở chỗ núi sâu, thích ở chỗ vắng lặng, đó là cái tư cách của người tu. Sầm ngâm u thúy trường tùng hạ, sầm ngâm á, tới cái chỗ mà nó sầm ngâm, nói cách khác là nó dày bịch hay là chỗ kín, sâu kín. U thúy cũng là chỗ thâm sâu trong, tức là nói theo thế thường thì chỗ rừng già, chỗ thâm sâu ở trong, ở dưới những cái cội tùng hay là những cái gốc thông mình ngồi lặng lẽ. Nói cách khác là chúng ta sau khi hiểu được cái lý vô sanh rồi thì chúng ta thích đi vào cái chỗ núi sâu, những chỗ vắng vẻ, nơi rừng rậm vắng vẻ, rồi ngồi dưới cội tùng yên tu. Quý vị có làm được cái đó chưa nào chưa? Chắc chưa thấy được lý vô sanh nên là cũng còn vật lộn với cái cuộc sinh tử này, chưa có yên mà ngồi ở trong cái chỗ vắng vẻ đó. Ưu du tĩnh tọa thị tăng gia, khuất tịch an cư thực tiêu sát,
rồi thông thả, ưu du tức là ý lại thông thả, ngồi yên, tĩnh tọa là ngồi yên. Đó là cái tư cách của người tu, người xuất gia, tăng gia. Như vậy thì khi chúng ta tu vào rừng sâu, ở chỗ rạch vắng lặng, rồi đi kinh hành, ngồi tọa thiền, đó là cái tư cách, là cái thái độ của người tu. Quyết định an cư thực tư xác, ở chỗ mà vắng vẻ, yên ở chỗ vắng vẻ đó, thật là vui tuyệt, vui vô cùng. Quý vị được cái vui đó chưa? Bây giờ chẳng những là cư sĩ mà người tu chúng ta bắt bỏ vô rừng ở chỗ vắng thời gian sao? Xách gói chạy về thành thị liền. Nó buồn quá, nghe những cái tiếng cọ rống, rồi nghe những cái tiếng chim kêu, rồi nhớ nhà, nhớ chùa, phải không? Không có an ở được cái chỗ vắng vẻ. Đừng nói là một mình, mà ở chỗ vắng thì vài ba huynh đệ cũng là buồn nữa. Huống nữa là một mình đi ở chỗ ấy. Còn ở đây, khi chúng ta thấy được cái lý vô sanh rồi, thì ở chỗ vắng vẻ, yên tĩnh, núi sâu, rừng rậm, mà chúng ta rất là vui, rất là tự tại. Quý vị thấy cái vui của người đạt đạo với cái vui của người thế gian nó khác nhau quá. Một bên thì tìm cái cảnh ồn áo, vui chơi cho đó là vui, còn một bên thì vào núi sâu, rừng rậm, ngồi một mình tĩnh tọa, đó là vui, vui tuyệt. Như vậy thì cái vui bên ồn áo và cái vui ở bên chỗ tịch tỉnh vắng lặng đó, hai cái vui nó khác nhau chỗ nào? Cười thì cũng vẫn cười, vui cũng vẫn vui, mà bên đây thì vui ở trong cái khổ, mà bên kia vui ở trong cái lý vô sanh. Vui trong cái khổ là gì? Thí dụ giờ quý vị đi coi đá bóng, vui không? Nếu người ta đá cái cây bóng nó rớt vào trong lưới người kia thì mình vỗ tay, phải không? Vỗ tay ầm ĩ lên, thì trong đó có những người đau khổ không? Nghĩa là hai bên một bên được vỗ tay thì họ hoan hỉ lắm, mừng lắm, còn một bên mà bị thua thì họ rầu khổ. Như vậy thì cái vui trong cái khổ chứ không có cái vui thiệt. Còn gần nhất là như quý vị đi vào rạp hát để xem những cái tuồng hát, tuồng ca, cải lương mình chẳng hạn, thì quý vị thấy khi mà sắp đi mua vé vào rạp hát vui không? Đi chơi giải trí vui, nhưng mà vô đó rồi thỉnh thoảng quý vị có khóc không? Có không? Gặp mấy cô đào thương mà làm cái gì buồn quá, cái bắt chước khóc theo, phải không? Chứ vậy thì vui không? Hay là vui trong cái buồn, vui trong cái khổ? Như vậy thì tất cả cái vui của thế gian, vui đối đãi bên cạnh cái vui là có cái khổ, chứ không có cái vui trọn. Còn cái vui mà của người thấy đạo ở nơi vắng vẻ đó, vui mà không có khổ. Tại sao vui? Bởi vì những cái niệm dấy lên tạo nghiệp sanh tử nó để lặng hết rồi. Cái niệm tạo nghiệp sanh tử không còn nữa thì còn là cái gì? Hết buồn, hết vui, hết thương, hết ghét rồi. Thì như vậy chỉ còn thôi một điều là nhàn hạ, thảnh thơi, không một niệm gì thương ghét giận hờn. Cái vui thảnh thanh nhàn, cái vui tự tại đó có cái khổ bên không?
không có. Bởi vậy nên cái đó mới là cái vui tuyệt. Còn cái vui đối đãi không có tuyệt đâu. Vui bên cái khổ. Mà đau khổ nhất là thấy những người họ đánh quyền với nhau. Một bên hạt này hạ được người kia, cái gió thay mình thắng trận. Nhưng mà cái mình thắng trận đó thì có người sao? Muốn hỏi là máu, phải không? Như vậy mình vui trong cái đau khổ, không vui thiệt đâu. Mà thế gian cứ tìm cái vui gì đấy, gọi là giải trí. Giải trí trong cái đau khổ, chứ không giải trí thực là vui. Còn vui của người tu là vui gạn lập hết những cái tâm tư ghét thương buồn phiền giận thù vân vân, lặng hết, không còn, và chỉ một cái thảnh hơi nhàn hạ, tâm nó an nhàn tự tại. Cái vui đó mới là cái vui thật, vui đó là vui của người tu. Cho nên ngài dùng cái từ thịt tiêu sát, thật là vui tuyệt, không có cái gì vui bằng, không có đối đãi. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái vui của người tu và cái vui của người đời hai bên khác nhau. Mà cái vui của người tu không có cái khổ bên cạnh, còn vui của người đời thì đều có cái khổ một bên. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng điển xả như không. Nè, đây ngài dạy rằng giác tức liễu bất thi công, mình giác ngộ là xong, không có cần dụng công gì nữa hết. Cái câu này nghe nó hơi khó. Giác ngộ là xong, không cần thi công gì. Thì đây tôi thí dụ cho quý vị dễ hiểu. Như khi mình thấy cái thân này là thiệt, thì lúc đó mình giác là mê. Mà nếu thấy thân này là thiệt, tức là mê. Tại sao mê? Nó không thiệt mà tưởng là thiệt. Quý vị nghĩ thanh thiệt không? Thử dám nói thiệt thì dạ. Nếu thiệt thì nó phải còn hoài. Bây giờ chúng ta nhìn từ chặng đường ông cha chúng ta, những người trước đó, bây giờ nghe kể lại, chúng ta thấy còn đủ hết không? Những người đó còn đủ hết không? Như vậy thì ngày xưa còn phải là thiệt, rồi chừng mất đi gọi là sao? Thiệt hay giả? Nếu thiệt thì trước thiệt, sau thiệt, mà thiệt thì còn hoài. Bây giờ trước có, bây giờ không gọi là thiệt nữa không? Đó là nhìn ngược chiều theo cái dòng lịch sử ông cha mình, thì thấy những người trước đã qua rồi mất từng đời, rồi tới mình rồi sao nữa, mình cũng qua rồi mất nữa. Thì người trước qua rồi mất, người trước qua rồi mất từng đời, rồi tới mình qua rồi mất, thì một chuỗi dài đó. Thiệt hay giả? Quý vị trả lời cái câu đó về. Nếu thiệt thì cái chuỗi dài đó còn nguyên, mà chuỗi dài đó qua mất hết, thì làm sao nó thiệt được? Đó là nói những cái lớp trước, lớp kế và lớp sau, nhìn lại thì tìm cái lớp trước không còn. Mà có mặt rồi mất, vậy mà chúng ta nói thiệt. Phải không? Thiệt được không? Rồi tới nhìn lại cái lớp ngang với mình, những người mà sống tới 5-60 tuổi, nhìn lại lớp ngang của mình có mất người nào chưa? Mất khá nhiều người chứ, phải không? Mất anh, mất chị, mất em, mất cháu gì cũng có mất hết. Lớn mất, nhỏ cũng có mất. Thì như vậy, người nghe mình, họ cũng đã mất.
trong tay mình. Bây giờ họ mất mình còn, họ mất mình coi như người ta giả dối rồi, mình còn thì tương đối hai món đồ giá trị ngang nhau mà nó đưa ở kề nhau, rồi một cái biết nó giả thì cái này thiệt được không? Cũng không thiệt. Vậy mà tưởng thiệt nó phải mê thôi. Quý vị xét thật kỹ mới thấy chúng ta đang mê muội đó thưa. Như vậy thì xét tình chặng đường những người đi trước thì đã qua mất, xét ngay cái hiện thời của mình, người mà mình đã biết đã bao nhiêu người đã mất rồi, thì như vậy chúng ta còn lại chúng ta thiệt được à? Ai mất rồi là giả, còn ai còn là thiệt lắm, phải không? Nó chỉ thiệt hơn hay là nó chạy hơn một chút thôi, chứ làm sao mà nó thiệt được đó. Như vậy mà chúng ta cứ khi nào còn thở còn đi lại thì nó thiệt, thì trong mình đâu động tới thì sao? Nếu mình thấy thân mình là thiệt thì động tới nó sao? Thì sân si đùng đùng lên, nổi giận nó nóng lên. Bây giờ quý vị thấy rõ đang sống mà biết mình giả thì người ta chửi mình có giận không? Giận không? Như vậy giác tích lũy, tức là giác mở đầu thì mọi dân vẫn biết sanh hết. Còn tại vì mê, mình mê cái giả mà tưởng là thiệt, cho nên tu hoài trần ai lại khổ, phải không? Nghĩa là họ động tới cái thì mình phản ứng rất là mạnh, là tại vì mình chấp mình thiệt. Còn nếu mà mình biết mình là tạm giả thì động tới thì mình cười thôi, thấy ra gì, chuyện là chuyện thường. Mà nhất là động tới gọi là cái danh dự của mình đó, chê họ khinh bỉ gì kia, có giận không? Tất cả cái mà chúng ta đặt là danh dự của mình là cái gì? Nó ở đâu? Chẳng qua là một chuỗi dài của người xưa tạo cho mình một cái tưởng tượng. Danh dự của tôi là danh dự tôi với cái gì? Như vậy thì khi chúng ta đã lầm mê về thân, rồi lầm mê cái danh dự, lầm mê bản ngã, thì không biết bao nhiêu cái gì nhà. Bởi vậy cho nên tu hết sức là khó. Người ta nói anh đó ngu quá, nhưng nó chạm tới danh dự tôi rồi đó, phải không? Nói mình ngu thì chạm tới danh dự mình. Bây giờ Phật có chạm tới danh dự mình không? Phật nói mình là si mê, phải không? Mình là vô minh, có chạm danh dự không? Vì sao mình không định Phật? Mà người khác nói ngu một chút thì nổi giận đùng đùng lên. Thì quý vị có thấy rõ ràng là chúng ta đang điên đảo, không có một cái nhìn trường tận thấu đáo, gọi đó là mê. Bởi mê cho nên rồi tất cả cái gì nó đến với chúng ta đều chấp chặt bám giữ, cho nên hết sức là khó tu. Bây giờ mình giác ngộ thân này là giả, thì thân là giả thì tất cả cái gì quanh nó, bên cạnh nó cũng đều giả theo, phải không? Thì ngoại diệt khỏi cần tu cũng sạch hết. Bây giờ quý vị thử làm cái đó phải có sạch được không? Bây giờ ai chửi nữa, ôi tôi còn giả uống nữa là lời chửi, phải không? Thì vậy có nhẫn nhục có gì đâu, cho nên giác tích liễu bất thi cầu, nghĩa là giác ngộ là xong, khỏi cần phải công phu gì hết. Cho nên cái giá trị của người tu Phật là giá trị ở chỗ giác ngộ. Chúng ta giác ngộ thì mọi cái khó, mọi cái gì mà gọi là khó thắng, khó nhẫn đều dễ như trở tay, không khó chút nào. Và nếu chúng ta mê đó, thì thật là cái gì cũng khó, khó đủ hết. Thua một lời nói cũng không nhịn, phải không? Hơn một lời nói thì mừng, thì cứ vậy rất là khổ qua. Từ cái cõi này
kéo sang cái khổ khác. Cho nên cái người biết tu là cái người phải giác ngộ. Mà tu Phật, quý vị nói là đệ tử Phật, tức là đệ tử của bậc giác ngộ. Mà đệ tử bậc giác ngộ thì không giác được 100% cũng giác được nhiều, được chừng mấy chục. Quý vị thử nói, để tôi bao nhiêu năm nay giác được chừng mấy chục phần trăm. Nghĩa là tối thiểu cũng phải vài chục chứ, phải không? Thế mà dường như đi ngươi rồi nè. Bởi vậy quý Phật tử mà cứ nghe huynh đệ mình nói tu 10 năm, 20 năm mà sao phiền não nó không hết, thì quý Phật tử đánh giá là sao? Tu mà chưa giác ngộ, mới chưa giác ngộ chứ mà phiền não làm gì hết. Biết tụng kinh gõ mỏ mà không biết giác ngộ, mà không giác ngộ thì xứng đáng đệ tử Phật chưa? Đó là những cái mà tôi đặt ra cho tất cả quý vị thấy cái tu của mình nó nằm ở chỗ nào. Khác với người đời ở cái gì? Chứ chúng ta cứ tưởng tượng dụng công nhiều hoặc là xử sự với mọi người bằng cách là biết nhẫn, biết nhịn đó, tu khá lắm rồi. Nhưng mà nhẫn nhịn mà thấy nó thiệt thì về cũng buồn lắm. Bữa nay nói câu đó chán nhịn á, chứ còn trong lòng cũng hơi bức tức, chưa yên. Còn người biết nè, mình là giả, thân này là giả, thì người nào có chê có khen cũng là đùa chứ không gì hết. Thành nó không có cái gì bức tức, không có gì bực bội trong lòng đấy. Đó là đầm đùa, nít có gì. Bởi vì cái câu này mới nghe thì ta thấy thường, nhưng đi sâu rồi ta thấy cái giá trị. Người biết đâu, nếu mà mình giác tức là xong, không cần phải dụng công gì nhiều hết. Nhất thiết hữu quy pháp, bất đồng trụ tướng bố thí xâm thiên phước, du như ngưỡng tiễn xạ hư không. Hai cái câu này để đánh thức chúng ta, nói rằng tất cả cái pháp hữu vi, hữu vi là đối với cái vô vi. Tôi giải thích hữu vi, vô vi cho quý vị hiểu. Trong nhà Phật nó hữu vi là cái gì có đủ bốn tướng sanh trụ dị diệt, đó là hữu vi. Như con người sanh già bệnh chết, đó là pháp hữu vi. Như cái quả địa cầu của mình thì có thành trụ hoại không, thuộc vào pháp hữu vi. Tất cả cái sự vật có hình có tướng đều phải trải qua những cái phần đó, thì cái đó gọi là pháp hữu vi. Vì có trong cái tạm bợ rồi mất, thế nên gọi nó là pháp hữu vi. Vì vậy mà đây nói nè, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, nghĩa là mình ở trên nói nè, nhất thiết pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, nó không đồng, tức là nó không còn mãi, mà nó có lớn có nhỏ, có sanh có diệt, là một chiều chuyển biến không có dừng. Rồi nếu người nào trụ tướng bố thí thì được cái phước sanh cõi trời. Quý vị chịu không? Thích bố thí để sao được sanh cõi trời? Chắc đa số thích được, phải không? Đời này mình làm việc bố thí để sao sanh cõi trời, tha hồ mà hướng, phải không? Muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn dùng cái gì thì có cái máy sẵn sàng hết, không có thiếu, không có cái gì mà không thỏa mãn mình. Như vậy tức là ai cũng thích sanh lên cõi trời. Nhưng ở đây thì ngài nói nghĩa là mình trụ tướng bố thí, ví dụ bây giờ đem ra 1 triệu đồng và để mà giúp cho người nghèo, giúp cho người tàn tật vân vân, thì cái đó khi mình thấy đồng tiền mình là quý và mình làm, mình cứu giúp được người kia một phần nào, cái gì đó mình cũng cho là quý.
Như vậy thì đó là mình trụ tướng bố thí. Trụ tướng bố thí thì kết quả sao? Mình được phước sanh lên cõi trời, sao muốn cái gì được cái nấy. Như vậy thì thỏa mãn cái nguyện vọng của mình, thụ hưởng được những cái phước mình đã tạo. Nhưng mà ở đây ngài ví dụ, ví như là cái mũi tên hay cái viên đạn, mình bắn lên được không? Bắn là giọt thuốc lên được không? Rồi khi cái sức đẩy nó hết rồi thì sao? Nó tụt xuống, không có giữ được. Bây giờ tôi nói rằng, ví dụ như những người ở trên thế gian được địa vị cao, tiền của nhiều, sung sướng, muốn gì được nấy, thì những người đó tu được không? Tu được không? Ở địa vị đó thụ hưởng là hết cái cuộc xuống. Đó là nói thế gian thôi, hướng đến là phải trời còn sung sướng hơn nhiều. Nghĩa là muốn ăn ngon thì có cái gì đó đúng với cái sở thích của mình, mình ăn ngon. Muốn mặc đẹp thì cái gì đúng sở thích mình, cái mình mặc vô mình hài lòng. Rồi cả ngày nghe ca, nghe nhạc, nghe đủ thứ đó, cái gì vui chơi đều có đủ. Mà ta nói nhạc trời hay nhạc thế gian đó, phải không? Như vậy thì sai mê tích mù đó không có tụt xuống, hưởng cái đã đời, còn thì giờ đâu mà tu, cứ là hưởng hết đời cái thôi. Chừng đó là hết phước, cái tụt xuống nhân gian trở lại như thường. Như vậy một thời gian 10.000 năm, 20.000 năm được sanh lên cõi trời là thời gian hưởng hết đời cái tụt xuống, chứ không có tiến được nữa. Cái đó hết rồi sẽ tụt, cũng như là cái viên đạn hay là cái mũi tên bắn cao lên, còn sức thì nó còn lên, mà hết sức rồi cái tụt xuống, xuống tầng lên dưới. Như vậy thì quý vị thích lên cõi trời không? Lên hưởng sướng quá mà, thấy không? Lên nói là lên được hưởng. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta khuyên không nên nguyện sanh lên cõi trời. Tại sao vậy? Bởi vì ở trên đó mấy ngàn năm là mấy ngàn năm thụ hưởng, mà thụ hưởng hết rồi tổ xuống. Bây giờ tôi hỏi quý vị, hàng ngày chúng ta được ăn cao lương mỹ vị, mặc đều gấm vóc, tất cả cái gì thế gian cho là đẹp mình được hưởng hết. Mà hưởng hết rồi tới chết, phải không? Hưởng cho đủ hết rồi chết thì quý vị nghĩ sao? Hạnh phúc chưa? Có người họ thiếu thốn quá, họ tưởng được hưởng dạng dò là hạnh phúc. Nhưng mà dễ nhìn cái Đức Phật thì cái hưởng đó là cái hưởng tạm bợ, cho cái thể xác tạm bợ, không có cái gì quan trọng, không có gì lâu dài. Mà chúng ta cứ muốn hưởng cái tạm bợ đó, khi hết cái thân tạm bợ này rã tan thì bao nhiêu cái hưởng nó thành cái gì? Ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng sang trọng hết. Nhưng mà tới chừng nó tắt thở chừng ít tiếng đồng hồ còn sang trọng không? Còn không? Nó chỉ là cái giả tạm, mà mình thích cái giả tạm đó là mình hưởng hết rồi, nó cũng trở lùi lại cái xấu xa, cái tệ hại, chứ không có gì hết. Lên cõi trời cũng thế, lên đỉnh rồi hưởng cái đã rồi hết cái tụt xuống. Như vậy mất mấy ngàn năm không làm gì hết, ăn ngủ không, phải không? Như vậy mấy ngàn năm ăn ngủ rồi không có nghĩa lý gì hết, rồi cũng tổ xuất bình thường. Chi bằng ở cõi trần gian này có khi thì khổ, có khi thì vui. Gặp cái vui thì mình hơi say sưa, mình quên rồi cái lúc nào gặp cái khổ mình thức tỉnh, à trời thì khổ quá, phải ráng tu, phải không? Ráng tu vì mình có chứng kiến, mình có cái nhận ra được, hay là có kinh nghiệm được cái đau khổ đó rồi, cho nên mình mới không có quyến luyến qua đời nữa. Mình cố gắng mình tu, thì như vậy trong mấy chục năm
chúng ta sống ở đây có vui có khổ lẫn lộn, rồi chúng ta dễ tỉnh, rồi từ cái dễ tỉnh thì chúng ta có thời gian tiếp tu. Như vậy cái thời gian ở đây ngắn ngắn mà chúng ta còn tìm cách vươn lên được, còn cái thời gian tỉnh rất là dài mà thụ hưởng rốt rồi tụt xuống thì không, mà cái trên cái công phu của mình ổn không? Vì vậy mà Phật không muốn chúng ta tu để cầu sanh ra trời, mà muốn chúng ta tu để cầu giác ngộ giải thoát sanh tử. Cái đó mới là cái quan trọng. Như vậy cho nên đây dùng cái ví dụ để hiểu rằng mình có bao nhiêu phước được hưởng, được sai xưa ở trong đó, nhưng rốt cuộc rồi thì nó cũng tụt xuống, cũng trở thành hai bàn tay không, không có gì. Cho nên còn chúng ta ở đây mà sớm tỉnh thì chúng ta sẽ có cái phước để mà vươn lên. Bởi vậy câu sau mình nói thế lực tận tiễn hoàng trị, cái thế lực nó hết rồi thì cái mũi tên cũng rơi sẽ xuất lại, chịu đắc lai sanh bất như ý. Rồi chừng đó mình mới chuốt lấy những cái đời sau nó không được vừa ý. À, phải đời sung sướng quá, rồi tụt xuống đây làm người phàm tục trở lại, rồi cũng buồn thương giận ghét, đói thiếu đủ thứ, khổ, nó không có như ý nữa. Như vậy thì tất cả cái phước mà gọi là hữu lậu đó, thì cái phước đó là cái phước được rồi sẽ mất. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ bố thí mà tam luân không tịch đó. Tam luân là mình là người bố thí, người nhận của thí và món đồ đem cho thí, đều ba thấy ba cái đó nó không thiệt, nó như quyển quá, không có gì chấp, làm tất cả mà không có chấp, không thấy nó thiệt, thì cái đó gọi là bố thí hoa la mật đó, là thương kính đó. Còn nếu bố thí mà mình thấy đồng tiền mình thiệt, người bệnh kia mình giúp nó hết bệnh thiệt rồi mình vui mừng, thì đó là cái đó là bố thí mà nó hữu lậu, còn sanh diệt cái nào cũng có kết quả hết, là kết quả của sanh diệt, còn cái này kết quả của vô sanh. Hai cái hành động nó khác nhau chỗ đó, cho nên nói là mình tu phải làm sao vượt qua cái tướng hữu vi, tức là tướng sinh diệt đó, để đi tới cái tướng vô vi. Vô vi là không sanh không diệt, nghĩa là không còn có thành trụ quải không, hay là không còn sanh già bệnh chết, nhân dân đó là cái tướng vô vi. Cho nên ở đây mới nói tâm tự vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Thì ở trên á, thì mình làm được cái tướng hữu vi, làm thì được, có kết quả, nhưng kết quả trong cái hữu vi mình được rồi thì cũng phải mất, chỉ cái thời gian ngắn dài thôi, chứ không phải được mà được hoàn toàn viên mãn. Còn ở đây về cái phước vô vi á, hay là cái tu vô vi, vô vi ở đây là tu, không phải như cái tạo vô vi nghe. Đây tu vô vi là tu mà không chấp tướng, không có chấp tướng, không có trụ mê pháp, đó là vô vi. Thực tướng môn, cái tướng, cái cửa thực tướng này là nhất siêu một phen thẳng lên rồi thì nhập được cái vào được cái đất Như Lai, tức là đất Phật, là đất bất sanh bất diệt. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta đuổi theo tìm kiếm được bao nhiêu cái sanh diệt, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, thì rốt cuộc cũng không đi tới đâu. Tôi nói ví dụ như cái người tu phước, làm những cái việc làm việc phước, tạo được những công đức lớn, đời sau sanh lên cõi trời, lên cõi trời sống được 1000 tuổi, rồi hưởng hết 1000 tuổi là cái tuột xuống trở lại đó. Thì như vậy cái lên rồi xuống, rồi đã xuống đây rồi ráng tu nước nữa,
dám tu phước nữa. Khi tu phước rồi cái chết cái được sanh cõi trời hưởng được ngàn năm nữa tụt xuống trở lại, như vậy thì đi lên xuống tịnh tâm là có bước được mấy bước xa rồi. Lên trên cuối cùng được tụt xuống tấm này, tụt xuống cái này rồi lên nữa là tụt xuống nữa, rốt cuộc là 100 lần lên như vậy rồi cũng ngồi yên nguyên như này thì không có gì hết. Còn một khi mình đi thẳng vào cái chỗ vô sanh á thì mình không còn bị trở lại nữa, không bị sinh tử lôi kéo nữa, thì đó gọi là cái thực tướng môn, tức là cái cửa chân thật. Mà cửa chân thật đó là cửa vô vi, tức là không sanh không diệt, không có thành tựu lại không, không có sanh già bệnh chết vân vân, đó là cái cửa vô vi. Như vậy thì chúng ta tu cũng làm thiện. Bây giờ tôi nói để nhiều khi quý vị hiểu lầm, đó là người tu về cái hạnh vô vi hay là hạnh giải thoát, có làm việc bố thí không, có làm việc phước đức không, vẫn làm tất cả, nhưng mà làm để mà làm chứ không có hưởng, không có mong mình hưởng. Hai bên mình làm mà có cái khẩu ý được hưởng, thì khi mình thấy ai nghèo đói mình giúp đỡ họ, giúp đỡ họ được qua cái cơn nghèo đói rồi, cái mai mốt họ làm ăn khá giả, họ thấy mình không thèm chào, giận không? Quý vị giận không? Ngày xưa khổ sở ta giúp bây giờ được khá rồi cái không nhìn kiếm miệng rồi, như vậy thì cái làm phước của mình nó còn mong cái gì đền trả, mà họ không giúp đền trả thì mình nói sanh lên, phải không? Còn mình làm anh đói thì giúp anh đói rồi, không có gì nữa, không nhớ cái mình là người ban ân, người kia là kẻ thọ ân, mà không nhớ như vậy thì mình làm tất cả mà không có gì hết. Như vậy mai có gặp mình đã chơi chúng cười thôi, không có gì dành hờn. Còn mình làm mình có hậu ý, phải người đó biết ơn mình rồi để mà đền đáp lại, ngày nay anh nghèo tôi giúp, ngày mai anh khá anh tôi giúp lại tôi, phải không? Mà nếu ngày mai khá không giúp lại cái nỗi tức lên liền đó. Như vậy thì cái giúp đó là cái giúp có hậu ý, mà trong nhà Phật gọi là cái phước hữu lậu đó. Cái phước đó nó hết, nó không còn hoài. Còn mình làm tất cả mà tâm mình thản nhiên tự tại thì cái đó mới là cái phước vô vi, nó không sanh diệt. Như vậy thì quý vị muốn làm phước nào? Bây giờ chẳng những là làm rồi ngày mai kia gặp lại họ không biết ơn mình dặn, mà giờ làm á, làm việc bố thí chỗ này làm được một số giúp được 100 người đói, nhóm khác giúp được 100 người đói, về cái người 100 người giúp sao nó được tăng báo, mà nó được tăng báo dẫn không? Dẫn không? Thì như vậy mình hướng vi vô vi, chỉ giúp nó thôi, đừng nói là những người trực tiếp được mình giúp mà họ không biết ơn mình. Thì như vậy chúng ta bây giờ nó được kẹt ở trong cái hướng vi trên, bởi vì mình làm rồi trong được khen, rồi bữa mà nếu mình làm nhiều rồi được cái nhà nước khen thưởng, cái mới chưa được rồi phấn khởi vô cùng, phải không? Còn nếu mà ai khó ngàn tới làm rồi chán, làm nước như vậy đó không ai biết. Như vậy mình làm đòi người khác biết là hưởng lậu vô lậu. Cho nên cái người Phật tử chân chính làm tất cả mà không cần ai biết hết, sẵn sàng giúp người đó, giúp rồi là thôi thì cũng không nhớ, sẵn sàng cứu người thật bệnh và cứu rồi thôi mình không cần nhớ, phải cần ghi sổ tay với nên tôi cứu được người này mà tôi cứu được người kia, để cuối năm tôi tính lại rồi thì được khen thưởng, thì cái đó là cái tướng hữu vi. Nó không phải là cái người làm với cái tâm giác ngộ, mình giác ngộ
thì thấy kẻ khổ mình thương, sẵn sàng có lòng từ bi cứu giúp, mà giúp rồi là thôi chứ không có nhớ, không có mong mỏi cái ước gì đến với mình hết, làm tất cả mà không có trông đợi, không có cầu mong, đó là cái ước vô vi đó. Cũng một việc bố thí mà bên hữu vi bên vô vi, bên nằm đó có sanh diệt, bên thoát ra cái sinh diệt, tăng trưởng công đức để giải thoát sinh tử. Như vậy thì bên bố thí mà không trông cầu, bố thí mà không muốn đền trả đó, thì có kết quả gì không? Có không? Không trông cầu, không muốn đền trả, làm rồi thì buông, không có nghĩ gì hết, mà có phước hay không? Cho nên nhiều khi quý vị là nghĩ mình còn nhớ, mình bố thí, mình nhớ, mình giúp ai ai đó thì mới có phước. Còn bây giờ làm rồi mình không nhớ gì hết thì không có phước, phải không? Thực ra không phải vậy. Không nhớ gì hết, cái phước còn to hơn. To là sao? Bởi vì mình làm tất cả điều lành, tất cả điều thiện, mà tâm không có bận nghĩ tới người đền ơn, người khen thưởng gì hết. Cái tâm đó là cái tâm thênh thang, rộng rãi. Mà cái tâm thênh thang rộng rãi thì cái phước cũng thênh thang, nó không có nhỏ. Còn cái người mà hơi hẹp hòi đó thì cái phước nó cũng hạn chế theo cái tâm hẹp hòi của họ. Bây giờ tôi ví dụ như quý Phật tử thấy một người họ đang gặp hoạn nạn, đau khổ, mình có khả năng tới đâu giúp họ rồi thôi, không còn nhớ, không cần nhắc. Mà cái người đó là cái người biết ơn, thì họ có quên ơn mình không? Chứ đâu phải nhắc. Còn mình giúp cho họ rồi ít bữa lại nó không có anh nguyên đó, tôi có giúp anh. Mà nếu mà hỏi nói bữa đó mà họ không có tỏ ra gì quý kính mình cái tay bốc hút nữa đó, thì như vậy cái lòng của cái người được thọ ân đó, họ có thấy mình rộng rãi không? Đó. Như vậy thì mới thấy cái tâm của con người rộng rãi hơn thang thì cái phước nó cũng mênh mông. Còn tâm người mà hẹp hòi ích kỷ thì cái phước nó cũng hạn chế theo đó, chứ nó không có được thì có được, nhưng mà nó trong cái phận vì đó thôi, chứ nó không có cái rộng rãi. Bởi vậy cho nên người có phước làm việc phước mà không có quan tâm để ý, nhưng mà trên đường tu của họ thì mọi việc đều trôi chảy, làm cái gì lợi chúng sinh thì họ làm được đầy đủ, không có trở ngại, thì như vậy có phước không? Bởi vì cái phước đó để làm cái sức mạnh, cái trợ lực cho họ tiến trên con đường đạo nó viên mãn. Còn những người ít phước thì được đi tu mà làm gì trục trặc cái đấy, muốn làm mà làm không được, thì như vậy đó là họ thiếu cái phước. Mà phước đó không phải là cái phước họ cầu cạnh người ta trả, nhưng mà vì họ làm mà họ không có được cái tâm rộng rãi, cho nên rồi cái phước lớn không có. Vì vậy mà có hiểu đạo lý rồi, nhìn ở trong đạo mình thấy thương. Có nhiều người tu cũng kỹ lắm, hạnh cũng tốt lắm, mà muốn cất cái chùa mới được cất, tội nghiệp không, thấy thương, thấy không? Còn có người thì tu cũng vừa phải thôi, mà người này cúng chùa thì cúng chùa chùa tốt nữa, rồi mình thấy sao? Có ức không? Tại sao người này tu ít mà lại được được nhiều, người kia tu nhiều mà lại khó khăn vậy? Đó thì mình cứ ngỡ vậy, nhưng mà không ngờ cái phước của người kia họ đã sẵn, họ làm mà họ không tính gì hết. Nhưng bây giờ đây thì khi mà họ phát tâm tu thì mọi cái chướng nó không có, mọi cái thuận duyên nó đầy đủ, người ta làm được việc lớn. Cho nên người biết vậy rồi ở trong đạo đừng có
nghĩ rằng người này tại sao tu mà làm được trật, còn người kia tại sao tu mà làm được thủy dễ dàng, thì đó là cái duyên phúc riêng của mỗi người. Dù họ không cầu mà nó cũng dịch bén như thường. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái phước nó không hết. Chứ đừng ngỡ rằng mình không nghĩ, không nhớ phước thì phước không có. Đừng nghĩ vậy. Không nghĩ, không nhớ là tâm thênh thang. Là tâm thênh thang thì cái phước cũng mênh mông, chứ nó không có giới hạn. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu thêm. Đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bổ nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Cái đoạn này nói rõ về cái người tu đảng đắc bổn mạc sầu mạc, đó là chỉ được cái gốc chớ buồn về cái ngọn. Mình chỉ cần cái gốc chứ mình không có nghĩ lo về cái ngọn. Như vậy cái gì là cái gốc, cái gì là cái ngọn? Chúng ta tu là cốt được giác ngộ, cốt được giải thoát sanh tử, đó là cái gốc. Còn nếu mà chúng ta tu mà cứ nói mình ít phước quá, huynh đệ đó họ làm chùa có tiền, làm chùa to, mình có tiền rồi buồn, rồi đi than thở với Phật tử, tôi tu nhưng mà phước quá, đừng có buồn. Mình nắm cái gốc là được à. Giả sử mình không có bốn đạo, mình không có chùa to, mình ở cái trò tranh thôi, mà mình đạt được cái gốc của mình, tức là cái gốc giác ngộ giải thoát, mình nắm được rồi thì không có lo buồn gì cái ngọn mình không được. Còn ai mà cứ than thở với cái ngọn đó thì người đó chưa có biết được cái gốc. Quý vị xét thật kỹ để thấm được cái ý nghĩa chúng ta tu phải thanh tịnh cái nguồn gốc mà chúng ta muốn đó. Có người nào cạo tóc, mặc áo nhuộm hay là đắp y mà không nghĩ rằng mình tu là để giải thoát sanh tử không? Có nghĩ không? Tu là giải thoát sanh tử thì nên tôi tu để cho nó bớt khổ, đời khổ quá, như chùa thắp hơi hơn. Nghĩ vậy phải không? Có ai nghĩ trẻ vậy? Ai mà cạo tóc xuất gia đều nghĩ rằng tất cả cái thế gian là tạm bợ, chúng ta xuất gia để cầu giải thoát sanh tử. Bởi vậy nên đắp cái y lên, thì quý vị đọc cái câu kệ thì sao? Thiện tai dị phục. Thì đắp cái y của Phật lên là nhớ câu là thiện tai giải thoát phục, mặc cái áo giải thoát. Cạo cái đầu mặc cái áo đó là cái hình thức giải thoát. Cái đầu không còn trang sức nữa, để cho ta không thèm ngó. Mặc cái áo này là cái áo giải thoát, không có bẩn biểu trên tôi. Như vậy người tu nào cũng là cái người vì giải thoát sinh tử, mà muốn giải thoát sinh tử thì phải giác ngộ, giác ngộ mới giải thoát sinh tử được. Như vậy thì cái mục tiêu chúng ta nhắm là cái gốc. Mình nhắm cái gốc đó thì giả sử mình ra đời tu hành mà phước mình ít, ai thương xót nhiều, không ủng hộ nhiều, mình kết cái trò tranh ở trong cái mé rình tu, mà mình thấy được cái gốc giải thoát đó, con đường giải thoát đó, thì cái đó là mình nắm được cái gốc rồi. Còn cái chuyện chùa lớn, cái chuyện hỗ trợ đông đó là cái ngọn đó, ngọn ngành, phải không? Không có hận, không có phiền gì hết trơn. Đó là cái lời nhắc nhở để cho chúng ta thấy cái mục đích của chúng ta tu. Chứ nhiều khi lâu rồi quên, hồi xuất gia thì cao cả lắm, nhưng mà thời gian rồi cũng lo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, là biết cái rồi nó tụt xuống nào hay cái khóc hơn mình quên tốt, rốt cuộc mình bám vào một cái ngọn rồi khổ sở. Vì vậy cho nên ở đây ngài bảo mình đừng có
chỉ nắm được cái gốc chết buồn, cái ngọn như tịnh lưu ly hàm bửu nguyệt, như là có cái hàm hòa ngọc lưu ly trong sáng để ngoài ở ngoài trống, mà trên bầu trời có mặt trăng sáng, thì chúng ta nhìn hòa ngọc lưu ly sẽ thấy cái gì? Cái mặt trăng sáng nó nằm sẵn trong cái hòa ngọc lưu ly, phải không? Không cần phải tới trăng, mà miễn có hòa ngọc lưu ly trong sáng để mà trời thì mặt trăng hiện rõ trong ngọc lưu ly. Đó là cái thí dụ kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Nếu mà chúng ta được cái gốc rồi thì cũng như chúng ta nắm được hòn ngọc lưu ly, mà hòn ngọc lưu ly chúng ta đã sẵn thì để ở ngoài trời thì mặt trăng nó sẽ hiện ra đầy đủ trong hòn ngọc. Chúng ta tu tâm thanh tịnh rồi thì cái tánh giác tròn đầy nó hiện trong tâm chứ không mất hết đâu. Cho nên nói là tâm thanh tịnh thì trí tuệ nó hiện đủ đó. Vì vậy mà ngài mới dùng cái thí dụ cái hòn ngọc lưu ly và mặt trăng. Rồi đến đây kỹ năng giải thử ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt, đây là dẫn cái ý nghĩa trong kinh Pháp Hoa. Cái anh chàng ăn mài, anh nghèo khổ đi ăn mài rồi bỗng nhiên gặp được người bạn sang cả quá, em mời ảnh, thương ảnh, dẫn về nhà trải đàn đủ thứ rượu chè. Sau khi ăn nhậu rồi các anh say sưa, ngày xưa là anh bạn có việc gấp phải đi, thương người bạn mình nghèo cho nên lấy cái hạt châu như ý nhét trong cái túi áo của anh rồi đi, cứ ngỡ rằng mai kia anh sờ túi thì anh sẽ lấy được hạt châu để anh hết nghèo, giúp như vậy là tận tình. Không ngờ đi 5 năm 7 năm tới từng gặp lại cái anh bạn nghèo đó, anh cũng dẫn đi ăn mài như thường. Tức quá, ở ngày kia tôi đã cho anh để túi áo anh một viên ngọc quý, anh không lấy ra xài, bây giờ dẫn đi ăn mài. Anh đã nghe dịp mình thò tay cho túi cái hòn ngọc lấy ra, mà lấy được hòn ngọc ra thì từ đó về sau thấy nghèo. Đó là một cái hình ảnh Phật muốn nói rằng nơi chúng ta ai ai cũng có cái tánh giác, mà cái tánh giác đó là cái gốc của mình. Nếu mà chúng ta nhận được, chúng ta biết được thì chúng ta thấy khổ. Còn có tánh giác mà bỏ quên đi, không nhớ, không biết thì chúng ta khổ mãi không cùng. Thì anh chàng đó nếu mà hết cơn say thò tay vào túi lấy vào mặt ra thì đâu có cần người bạn gặp lần thứ hai chê anh dày ảnh, mà tại vì anh quên đó là gì, là mê đó. Như vậy chúng ta có hòn ngọc quý ở trong đây mà chúng ta không biết. Đây tôi nói cho quý vị thấy cái mê của mình thật là đáng thương. Như hiện giờ chúng ta có cái tánh giác như Phật đã nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Sẽ thành tức là khả năng cũng sẽ được như Đức Phật. Đó là Phật thầm bảo rằng các ngươi sẵn có tánh giác như ta sẵn có tánh giác. Ta sẵn có tánh giác mà ta biết khơi dậy thì nó sáng suốt giác ngộ thành Phật. Các ngươi có tánh giác mà bỏ quên thì thành chúng sanh. Như vậy thì chúng ta có tánh giác mà cứ quên, lại chỉ nhớ có hai cái. Nhớ cái gì? Nhớ cái thân. Thân này là thân gì theo cái lời Phật nói, là cái thây thúi, phải không? Nhớ cái đó là chồng mình.
Rồi kế nó nhớ gì nữa? Nhớ cái tâm lăng xăng lộn xộn, thương ghét buồn giận đó là tâm mình. Một cái hay thối và một cái sinh diệt như là con chó, nó không có gì mà cho ra mình báo giận hai cái tạm ở giả dối nó cho là mình, rồi quên cái chân thật của chính mình. Bởi quên cái chân thật của chính mình cho nên rồi cứ như vậy mà lăn lộn muôn kiếp không ra khỏi. Thì như vậy chúng ta tu là để làm gì? Tu là để thấy rõ cái thân này là cái thi cuối biết rõ, hay là thân này là cái sự sống tạm bợ chốc lát không có bền. Rồi biết cái tâm lăng xăng này buồn thương và ghét đó chỉ là cái tâm giả dối chệch còn chệch mất không có thiệt. Biết rõ hai cái đó thì chúng ta còn chấp còn khổ hơn. Không chấp thân thiệt, không chấp tâm thiệt thì còn khổ hơn. Nếu khi không chấp thân thiệt, không chấp tâm thiệt rồi thì cái chân thật đó nó sẽ hiện ra. Và bây giờ mình cứ chấp cái này thiệt với cái thân vô phải mấy là thiệt thì thôi muôn đời không thấy được cái chân thật. Đó là chúng ta quên, chúng ta mê. Như vậy thì muốn hết quên, muốn hết mê thì chúng ta phải làm sao cho cái thật đó nó hiện ra. Bởi vậy nhiều khi Phật dạy khéo mà Phật tử không biết. Phật dạy ráng niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Cuối cùng mục đích niệm Phật tới đâu? Thì nhất tâm bất loạn, phải không? Mình nhất tâm bất loạn thì cái tâm năng sang còn không? Chết mất rồi. Thì đó là để đi tới cái chỗ cứu kính là thấy Phật, nhắm mắt cái thấy Phật hiện tiền. Còn nếu tu thiền ngồi yên tĩnh buông xả vọng tưởng để làm gì? Cũng là đi tới cái cuối cùng là những cái tâm lăng xăng nó lặng đi. Lặng đi thì gọi là định. Mà định thì trí tuệ sáng lên. Như vậy thì hai bên cái hành động khác nhưng mà cái mục đích nó không khác. Bởi vì bên nay mượn công niệm Phật đập chết cái tâm chủng tưởng, bên nay mượn cái yên tĩnh nhìn thấy từng đợt vọng tưởng lên buông xả nó, buông xả nó là nó cũng mất. Thì như vậy cốt làm sao đừng chấp nhận cái tâm sinh diệt nó làm thì mình sẽ dừng được cái nhân tạo nghiệp ra khỏi dòng thân tử. Còn nếu cái chấp cái đó là tâm mình thiệt thì muôn đời phải mong ra khỏi sinh tử, tức là phải dẫn đi liên tục. Như vậy thì thấy thân không thiệt, thấy tâm không thiệt, đó là cái chỗ đưa chúng ta tới giải thoát. Mà tất cả chúng ta tu thì tu, mà ít có ai muốn vươn lên tới chỗ đó. Chỉ tu là muốn được phước đời sau hưởng nhiều. Cho nên bỏ thân này để kiếm thân khác, cứ như vậy mà liên tục, không có dừng, không có nghỉ. Do đó mà cái dòng sinh tử triền miên không dứt. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của những câu này. Cho nên này, kỹ năng giải trữ như Yến Châu, ai mà khéo hay mở được cái hạt châu như ý trong giáo áo đó thì tự lợi, lợi tha chung bất kiện. Thì chừng đó mình lợi cho mình, lợi cho người, muôn đời không hết. Như vậy đó là cái câu tự lợi lợi tha chung bất kiện, tức là tự lợi lợi tha chọn không có hết, không bao giờ hết. Giang nguyệt chiếu tùng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi. Giang nguyệt chiếu tức là trang trọi xong,
tùng phân suy là gió thổi tùng, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, vĩnh dạ là đêm dài, thanh tiêu là yên định hay là thanh vắng, đêm dài thanh vắng hà sở vi là làm gì đấy. Nghe nói thì ta bộ nói không có gì đặc biệt, nhưng mà đây là một cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Ở dưới sông thì có mặt trăng rọi sáng, bên cây tùng thì có gió thổi, trăng rọi sáng ở dưới sông, gió thổi cây tùng. Quý vị thấy hai cái hình ảnh đó nó giúp chúng ta được cái gì? Nếu dòng sông nước trong thì mặt trăng hiện dưới dòng sông, phải không? Rồi cây tùng vĩnh thì có gió thổi tùng vẫn trơ trơ. Như vậy thì để nói rằng khi chúng ta tu tâm được thanh tịnh thì cái trí tuệ sáng nó sẽ hiện ra giống như là dòng nước trong. Nước sông mà trong trẻo thì cái ánh bóng mà trăng hiện chứ không tìm kiếm, không có phải mình lên tới trên hư không để gặp mặt trăng, mà mặt trăng nó có sẵn ở ngay trong cái tâm hay cái dòng sông trong đó. Rồi cái tôm nó đứng trên trơ, dù có gió thổi, dù cho có những cái gì lay động, nó vẫn là trơ trơ. Như vậy để thấy rằng chúng ta tu mà tới cái chỗ tâm thanh tịnh, cái chỗ mà gió thổi không sao động cây tùng, cái từ chuyên môn của nhà thiền gọi là bát phong suy bất động. Gió tám gió thổi một tư sinh, đó là để diễn tả cây tùng cây thông đứng ở giữa trời. Như vậy thì dòng sông nước trong thì trăng tự ở hiện ngay giữa dòng sông, cây tùng vĩnh, cái thông vĩnh thì dòng cái gió mấy cũng sao không sao động. Thì được hai cái đó rồi thì đêm khuya hay đêm khuya thanh vắng, à lúc đó mình làm gì, lúc đó tu cái gì đây, quý vị thấy tu cái gì, có gì để tu? Tâm nó trong sạch rồi tánh giác hiện ra, chứ đâu có làm gì để kiếm tánh giác. Mình làm một cái chỗ vững chắc, an trụ vững chắc, không có bị tám gió thổi lại đậm, thì đứng trên trơ nó chơi chứ làm gì. Cây thông nó có cự với gió không? Cự không? Thắng chống cự đó. Gió là gió, cây thông là cây thông. Như vậy thì chúng ta tu cho tới một lúc nào tâm thanh tịnh, quý vị niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, chúng ta tu thiền tới chỗ an định, thì lúc đó Đức Phật Di Đà hiện với quý vị, còn tôi thì thánh giác hiện ra với tôi. Đây là mà Di Đà và thánh giác là sao? Là một hay là hai? Đức Phật Di Đà thì cụ thể quá như một con người, còn thánh giác thì nó là một cái thực trạng của tâm mình. Nhưng cái kia cụ thể quá thì tại vì mình niệm chánh hiểu ngài, mình thấy như có ngài đấy. Và bên đây mình không có niệm, mình chỉ buông xả tâm tâm sát, thì Phật sẽ tâm hiện ra. Cho nên dùng cái hình ảnh dòng sông nước trong, mặt trăng trên trời điện thấy hiện trong dòng sông, không cần tìm kiếm, trăng không đòi dòng sông không đòi trăng xuống đây như tôi, mà trăng tự tới. Chúng ta không đòi thành Phật, mà Phật cho tâm ta nó hiện ra. Như vậy thì những phương tiện Phật dạy tu cuối cùng rồi sẽ gặp nhau, chứ không có khác.
mà Phật tử mình, Phật tế người tu của mình hay so bì tu kinh này tu cái kia, rồi có khi còn đố kỵ nhau là khác nhau, nó đáng thương không? Bởi vậy nên nhiều khi nhìn lại rồi thương cho cái người tu của mình, sao mà còn bị tử nhân ngã to quá chừng to to không? Cái gì thuộc về mình thì cái thân, thuộc người khác thì không thân, nó là thua, cứ vậy thì không tốt. Cho nên ở đây nếu mà tâm mình nó trong trong sạch, không có một chút vọng nhơ, thì lúc đó cái mặt trời mặt trăng trí tuệ tự nó hiện, cũng như cái cây thông cây tùng nó vững kín, nó không cần chống chọi gió, mà bốn phương có gió cũng không làm sao lay động nó được. Như vậy thì trong đêm khuya kinh chánh mà chúng ta làm cái gì đó, có tu có chứng gì không? Bởi vì chúng ta có cái bệnh tu là tạo chứng. Tạo chứng là ai chứng cho mình? Chỉ đòi hỏi tâm mình thanh tịnh thì cái trí tuệ đánh giá hiện ra. Mà nếu mà tâm thanh tịnh đánh giá hiện ra rồi, tôi nói gì nữa, muốn làm gì nữa? Còn tham gió, nó thổi không lung linh mình thì còn muốn làm gì nữa? Thì tự tại, vô ngại, không có gì là chứa vô ngại hết. Cho nên mấy cái câu này nó thấm thía làm sao? Hỏi tử vi nó ngọt ngào quá, dễ dàng quá. Tôi như vậy rồi thì đêm khi mình dám hỏi mình làm gì đấy, không có gì nữa phải làm. Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà hệ thượng ý. Thì lúc đó, trong khi đêm khuya chăng vắng đó, mình chỉ thấy Phật tánh giới châu và in ở nơi tâm của mình, tâm địa ấn, ở ngay nơi tâm mình. Thì như vậy Phật tánh diễn ra cái giới biết môn trùng mà chúng đầy đủ trong đó. Chứ có cái gì đâu, không cần tìm, không cần xin, mà nó vẫn có đầy đủ. Vũ lộ vân hà thể tự ý, nào là những cái gì là mây, là đá, là sương mù, nó đều là cái áo đắp trên mình, là cái y đắp trên mình chứ gì hết. Như vậy thì lúc đó thấy cả bầu trời mây láng sương mù đều là cái áo của mình, mình vẫn chơi chơi giữa bầu trời, không có cái gì là trước ngại hết, tự tại vô ngại. Như vậy là diễn đạt được cái ý nghĩa khi tâm thanh tịnh thì tất cả đều đầy đủ, không cần làm gì mà tất cả đều có, không cần làm gì tất cả đều sẵn đủ. Đó là cái ý nghĩa làm này. Hàng long phát giải hổ tích, lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch, bất thị tiêu hình tư sử trì, Như Lai bửu trượng thanh tung tích. Đó. Đây nói về cái diệu dụng. Khi nãy là nói khi mình được đến cái chỗ đó là thể nhập được chỗ đó rồi, thì cái diệu dụng ở đây hàng long bát, tức là cái bát nó để hàng phục con rồng. Đây là kể chỗ lục lộ Huệ Năng, khi ngài ở trên núi lên tàu khe đó, thì một hôm nếu có con rồng dữ nó hoàn thành thì ngài xuống tới hồ, ngài đưa cái bát, nếu mà ngươi dám chung vô đây thì thành lộ được ngươi. Cái con rồng lớn chúng ta nó biếu một nhỏ chung vô ba bát, ngài đầy đầy nắp đem lên rồi những cái ngài lộ cho nó. Như vậy là gọi là hàng long bát, là cái bát cứu được rồng, là hàng phục được rồng. Giải hổ tích thì hồi xưa có một thiền sư sau tôi lên trên ngài xuống trên núi, trên núi có hai cọp nó chưa cắn lộn nhau, cái chồng nó hét. Khi đó cái ngài thấy vậy
giải quà cho nó một cái lần sau. Ngài lấy cái gậy cho ngài để ngang nhiều lớp hai con, ngài để ngang trước cho con đi tập hàng cho lần kia, những dân khách hậu. Đó là giải hộ tích, đó là cái tích lượng để mà giải quà hai con. Như vậy, tại sao lại nói hai con này? Bởi vì ở trên diễn tả khi chúng ta tu tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, rồi tất cả trong tốt không có du linh, thì trình đó không cần phải làm gì hết mà cái dị dụng vô cùng phát hàng được đó, rồi gậy giải hòa được đó, hàng phát hàng được lòng, gậy giải hòa được đó, đó là cái dị dụng vô cùng, không làm gì hết mà làm được tất cả. Đó là cái ý nghĩa của nó là lưỡng tổ kim hoàng minh lịch lịch bất thể tiêu hình hư sự trì Như Lai vũ trưởng không thanh phân tích. Từ thường cây gậy hay cây tích trượng nó có hai cái dòng kem vàng, cho nên lưỡng tổ là hai cái kem vàng kim hoàng minh lịch lịch đi cho nó cua nghe đen ken đen ken. Bất thị tiêu hình hư sự trì không phải là bày ra có cái hình tướng để mà làm cái sự tạm bỡ đó, mà đây là nó có cái giá trị rất là phi thường. Như Lai vũ trường thanh tuân tích, tức là cái gậy báo của Phật nó đã hiện bài những cái hình ảnh, những cái dấu tích trong đó. Như vậy thì mấy câu sau này từ cái câu hàng long bát trở xuống bốn câu đó là giải cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của người tu khi đến cái chỗ chân thật viên mãn rồi không làm gì hết mà cái diệu dụng nó phi thường. Cho nên nói chân không mà diệu hướng, tới cái chỗ chân thật đó rồi thì không có làm gì hết mà cái diệu dụng phi thường. Gia đình nói là tu vậy rồi đó, nó không còn gì hết. Người ta tu tiên, ta tập thành thông rồi, ta biết bay, biết biến quá. Rồi mình cứ ngồi thiền là tâm thôi mà. Phải không? Rồi thấy ra mình giải thoát, rồi tâm yên lạc, rồi chửi tối thì không buồn cũng vậy. Rồi thấy một con chân chân thôi. Phải không? Không có giá trị gì, nhưng mà không ngờ đến cái đó rồi thì cái diệu dụng không có thể kể hết. Như vậy thì quý vị mới thấy cái người tu kéo đi đến cái chỗ chân thật cứu kiến rồi thì mọi cái khả năng, mọi cái nhiệm vụ được vượt lên tất cả thế gian. Còn người thế gian hay là người tu mà chấp hình trước, tuy làm việc này được việc kia thiên hạ khen ngợi, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là một cái hình ảnh mũi tên hoa lên cao quá trong bên trong, giờ hết sức cái thuộc xuống rất là đuổi đó, chứ không có gì khác. Còn chúng ta tu mà tới cái chỗ chân thật giải thoát này rồi, thấy như mình không làm gì mà tất cả đều có đủ đó, đó là cái giá trị siêu, gọi là siêu phàm, là phi thường của người tu. Hiểu vậy rồi chúng ta mới không có ngạc nhiên tại sao những người khác đã tu từ luyện cách này cách nọ, rồi biết tâm trí người này người kia, nãy trong nhà Phật dạy tu những ru đó mà cứ là bỏ thôi, thấy không? Nghe là dạng tương ghép gì cứ bỏ hết đi thì cái gì hết, chính cái bỏ đó buông đó mới được cái thật. Còn cái chúng ta có nhặt rồi đều là tất cả gì mà gọi là luyện tập đó, thì được rồi cũng hết đó. Thì đó là cái thủ phi đó, luyện tập là thủ phi, là cái công dụng. Còn cái buông hết, sạch hết cái tâm điên đảo của mình được yên, và cái thân phàm tục của mình không chấp nữa, thì chừng đó cái được của nó. Như vậy là buông mà được, còn kia luyện tập rồi sẽ mất.
nên hồi xưa anh Tào cũng có những cái chị ông ấy tin đó, rồi tới khi có tài năng với quý thiền sư rồi bị quý thiền sư chinh phục hết, là cái tài năng đó là tài năng luyện tập mà được. Còn này không phải, tâm thanh tịnh mà có, thì cái đó có hiện ra là cái thực của mình, cái kia tập được là cái bên ngoài, cái bên giải thôi. Cho nên người tu tập hiểu cho sâu, nắm cho vững rồi, nó thấy cái giá trị của nó, nó siêu quá, phi thường, chứ không phải là những cái tầm thường. Nhưng mà nhìn lại, thì hiện giờ chính là cũng buồn. Người tu bây giờ sao? Kinh tế thì nghĩ sao? Chúng ta bây giờ tu có ai chửi mà thản nhiên đi đâu? Thản nhiên đi đâu? Hay là ở được lộ? Cái chỗ nó có là cái chỗ mà tôi thường hay để dẫn nhé. Chúng ta nghe một lời nói trái tai hay là lời nói ngoài lãnh đạo chinh dự thì dẫn cười tươi đến đi hay là bị lạc gì đâu. Như vậy thì nếu mà bây giờ tôi hỏi, tôi thường hay nhắc nhiều người đó, tôi hỏi quý Phật tử, nếu mà có ai đó bất hạnh gặp mình hoặc nói chuyện với mình, thế là chỉ mặc cái chuyện ngu như con bò, chẳng không? Nói chuyện ngu như con bò lúc đó chúng ta đổi sắc mặt không? Đổi thì phải không? Nói ngu là nổi giận đi. Như vậy chúng ta nổi giận là chúng ta không ngu. Ta nói mình ngu rồi ta thành ngu hay không? Nếu ta nói mình ngu cái lúc đó cái mình thành chú điên rồi nó bậy bạ thì nhận thiệt đã làm cho tôi ngu. Còn ta nói mình ngu mà mình không ngu được thôi. Thành ra họ nói nó cũng là một lời nói như gió thổi qua, có giá trị gì đó. Chừng nào nó nói mình ngu mà mình thành ngu thì cái đó thiệt buồn. Cái gì thấy người ta nói mình ngu mà mình không ngu thì có buồn không? Thì nếu mà quý vị hơi băng chừng xuống thì kêu nói chị ngu quá hay là anh ngu quá, nó phải người xưa nó càng học thấy càng nhốt người xưa nó người đã càng học thấy càng nhốt, bây giờ chưa học bao nhiêu mà anh ngu không có được. Thì cái đó là trả lời bằng một cách rất cụ thể là dân chưa nhốt. Còn nếu là ta nói mình ngu mà mình không ngu thì mình cười vậy đó. Mà ở thế gian quý vị thấy cãi lộn đến lộn nhau cũng tại khô như thế không? Nói ngu nghe thì mỗi tấm tình liền rồi đến lộn chỉ lộn, mà hai người cãi lộn đến lộn chỉ lộn hai người nó có ai khô mà. Người ta nói mình ngu mình không thành ngu mà mình chửi ta thì như vậy chứng tỏ là mình đã bị ngu. Mình bị ngu nó chửi lại, mình chửi lại ta, người ta sẽ chửi lại cái này mình thấu đã nha. Bây giờ ta nói mình ngu để tỏ là mình không ngu thì cười đi. Quý vị hiểu không? Cái nào người ta nói mình ngu để thành mình ngu, hay là người ta nói mình ngu mình giận dữ là không ngu? Muốn cái nào? Để thì mai mốt ta chờ ai có chê có nói thì cười có cái đi để về Phật tử mình tiếng kìa đó. Mình thấy được đã thật, mình biết được rõ ràng, còn mình không thấy có biết đúng nên đừng nghe đâu chuyện đó rồi dính mắt cùng lúc rồi cả nhà khổ. Nghe ta chơi ngu cái dạng người cử lộ người về nhà nằm gác tay không đáng chết đâu có thơ tại sao chứ cần ta nói mình ngu mình cười chứ không có gì hết thì về cũng cười thôi khỏe làm sao, phải không? Cuộc sống nó rất là thảnh thơi nhàn hạ, còn cái này cứ dành hơn nữa
thì sau tôi sẽ giảng vào ngày 20 tháng 7 dương lịch nhằm 11 tháng 6 âm lịch cũng ngày thứ bảy. Thứ bảy trên là đường còn ngày tăng đi thật sự là đứa con không biết có cái phúc duyên gì mà hiện đời nay chúng con được ở trong chánh pháp, được gặp hòa thượng. Thời pháp của hòa thượng ban bố chúng con hôm nay khiến chúng con làm người càng quan hệ và xúc động, để cho nên tấm lòng biết ơn này chúng con xin tôn kính thượng tọa phó đại diện cho toàn thể tăng ni phật tử ở Vũng Tàu trên mọi lời cảm tạ đối với lực nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch hòa thượng, hàng tử chúng con được hân hạnh sống trong giáo pháp của Đức Như Lai, đầy đủ như Như Lai được làm con người phật tử, và hôm nay được hòa thượng chân thích Quan Âm đặt cạn những nơi có tự từ hạ thành phố Vũng Tàu để hướng dẫn dỗ dãn cho chúng con nuôi lời pháp ngữ để sức tấn vững bước trên con đường tu tập. Chúng con không biết nói gì hơn, con xin thay mặt ban đại diện Phật giáo thành phố Vũng Tàu, ban chức sự từ hạ thành phố Vũng Tàu cùng toàn thể như tôn hòa thượng thượng tọa như đại đức tăng ni thành phố Vũng Tàu và toàn thể phật tử hiện tiền, xin thành tâm cầu nguyện hòa thượng pháp thể tương an chúng sanh dị độ ta bà vũ trụ tuệ đăng thường chiếu mãi mãi là bóng bồ đề đại thọ cho hàng đệ tử chúng con được nuôi theo, và chúng con những người ngồi phương chư phật thì từ gia hộ cho được hòa thượng được đầy đủ thiện duyên. Thành phố Vũng Tàu hàng phật tử chúng con được nương nhờ ân đức của hòa thượng dẫn dạy trên con đường đạo pháp. Nam mô A Di Đà Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thành công đầu thành đảnh lễ cúng dường tam nói. Phật tử đi sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.